mở đầu bộ phim ta thấy cảnh một giáo đoàn đang thực hiện nghi lễ hiến tế một cô gái một cái bóng đen to lớn đã tìm đến và rồi xuất hiện trước mặt cô gái cô đã rất chi là sợ hãi và từ chiếc bóng đó một con rồng xuất hiện nhưng vốn dĩ nghi lễ hiến tế này từ đầu đã là một cái bẫy mục đích là để dụ con rồng đến đây và phong ấn nó lại họ đã có đầy đủ ba món bảo vật và họ tin họ sẽ phong ấn được nó vĩnh viễn thế nhưng những điều họ dự tính đã sớm phá sản khi người cha đột nhiên bị dính một mũi tên và bắt đầu yếu đi ông vẫn muốn vợ và con trai tiếp tục phong ấn con rồng để tránh nó đem đến thêm tai họa. Nhưng lồng của nhà tù sớm bị con rồng phá vỡ và nó sớm phá vỡ luôn cả bảo vật chiếc gương phong ấn và định tấn công người con là Hizo. Người cha đã dùng một phép gì đó để liên kết con rồng với người con trai Hizo và rồi con rồng đã nổi điên mà tàn phá hết toàn bộ mọi thứ xung quanh. Nhiều năm trôi qua sau đó, một thanh niên với bộ áo choàng đen cùng một thanh kiếm lớn lúc này đã đến một thị trấn. Khi được kiểm tra thì có vẻ đây chính là cậu nhóc Hizo ngày nào đã trưởng thành cậu được cho vào trong và xem qua thử thị trấn thì nhận thấy nơi này khá là tấp nập. Đột nhiên một cô nhóc xuất hiện và bắt đầu làm phép để giúp chủ nhân của mình là một thương gia tên Nam Buko có một màn ra mắt hoành tráng. Nam Buko ra vẻ bản thân là một người tốt bụng bằng cách tung tiền cho người dân nhặt. Kizo để ý thấy một cậu nhóc nhặt tiền rồi chạy về chỗ đám bạn, nhưng đứa cầm đầu cho rằng tiền này là từ hắn bóc lột người dân mà ra chứ hào nhoáng gì, có điều chúng vẫn ham cô gái làm phép kia vì chúng biết cô ta có khả năng ban điều ước. Thế là nhóc mập ban nãy đã nhân lúc đám bạn đi trước mà quyết định chạy đến xe của Nam Buko và lẻn vào trong, tất nhiên là hắn sớm phát hiện ra điều này, nhưng chưa động thủ, gần đó có một lão hiệp sĩ đang kể lại chiến tích diệt rồng của tổ tiên và đưa ra cái huy hiệu diệt rồng đại diện cho gia tộc của mình. hi Jo thấy nó có vẻ quen quen, ông ta đang giơ cái huy hiệu ra thì đột nhiên bị một tên nhóc cướp lấy, nhưng cậu nhóc chạy chưa được bao xa đã bị tên khổng lồ của ông ta tóm lại. Hizo đã rút kiếm ra để uy hiếp ông ta thì ông ta ăn vạ vì bản thân là người bị cướp nên Hizo đã lấy một đồng tiền vàng ra để trả cho ông ta. Tên nhóc kia dù được Hizo cứu nhưng không cảm ơn vì chúng đã sắp đặt bẫy để trộm tiền từ mấy người kia mà lại bị cậu phá mất. Đã thế chúng còn trông luôn cái huy hiệu rồi chạy, bọn nhóc về nhà thì bị Hizo tìm đến và giật lại huy hiệu. Cậu đã giới thiệu bản thân với chúng và muốn được biết tên của nhóc cầm đầu, cậu ta tên Tommy và muốn lấy lại thứ bản thân đã trông được. Hizo không muốn trả nên đành chơi đuổi bắt với tụi nó cho vui. Trong thị trấn giờ xuất hiện thêm một ông chú nào đó mặt mũi bạm trận đi cùng một con rồng biết nói đang muốn đi tìm Hizo. Còn tên thương gia lúc này đang thương lượng mua bán với chúa công khu này, Ông ta hơi ái ngại về vụ giao dịch có thể khiến người dân xôn xao nhưng Nam Buko đã thị uy sức mạnh của bản thân. Đồng thời cho ông ta thấy bản thân mới là người ở kèo trên lúc này. Nhưng Nam Buko cũng cho chúa công xem một viên đá quý và cho ông ta một món hời để cân nhắc. Đang giao dịch ổn thỏa thì tên nhóc ban nãy đã lén trộm viên đá quý của tay thương gia và đã ngay lập tức bị tóm. Hizo và tụi nhóc lúc này vẫn đang đuổi bắt nhau trên những nóc nhà. Đuổi hết hơi thì một đứa sẩy chân và giáp rơi xuống khiến Hizo phải đến cứu. Đúng lúc tụi nhóc biết tin đồng bọn bị bắt thì liền cấp tốc chạy đi cứu sáng hôm sau tên nhóc bị bắt kia sắp bị hành hình trước sự bất lực của mấy đứa bạn nhưng hizo đã nói là cậu sẽ xử lý cậu muốn làm anh hùng cho xứng với cái tên hizo hizo sau đó đã ra mặt đòi thả người thì bị đám lính vây lại đánh nhau một lúc nhưng hizo vẫn chưa rút kiếm nhưng đến lúc phải rút kiếm ra thì cậu lại chỉ múa máy vậy chứ chẳng chém được ai chém một đường mà chẳng ai bị thương đến khúc này thì nhìn bên nhà ta quê vãi lìn bị quay đồng quá nên hizo đòi cúi xuống giảng hòa nhưng cái ông với mặt mũi bạm trợn đang đi tìm cậu đột nhiên xuất hiện Ông ta gọi Hizo là cậu chủ còn bọn nhóc kia thì thừa cơ cứu đứa bạn đang bị trói trên kia xuống. Cô gái phép thuật của tên thương gia giờ quyết định xài luôn hàng xị. Hizo thấy viên đá chính là viên đã trên quyền trượng của cha cậu nên giữ người lại một lúc. Cậu muốn đòi lại vì nó là của cha cậu. Cô ta dùng quả cầu bắn một phát về phía Hizo nhưng nó bị bật lại. Nguyên nhân là vì dưới chân họ xuất hiện bóng của con rồng ngày trước. Nó cũng chui lên từ đó. Lý do nó còn sống trong khi ai cũng nghĩ nó đã chết là vì nó đã có một liên kết gì đó giữa nó và Hizo. Từ xa xưa, lục địa này đã bị kiếm và ma thuật cai trị và có ba nước hiện đang đứng đầu cả lục địa với sức mạnh quân sự là tương đương nhau nhưng một con tà long xuất hiện và chấm dứt cuộc chiến của cả ba nước đồng thời gieo rắc tai ương đến cho toàn lục địa dấu ấn trên cả hai sáng lên khiến hizo tức giận nhớ về quá khứ mà chạy lên tấn công con rồng nhưng nó quá mạnh và hất văng hizo một cách nhẹ nhàng phe con người cố gắng bắn tên vào con rồng nhưng chỉ như mũi đốt inox một vài mũi lạc đến chỗ nhóm hizo nhưng con rồng lại đột nhiên che chắn cho họ con rồng sau đó phá phách khắp thành phố và khi cảm thấy đã phá hoại đủ rồi thì con rồng liền bỏ đi. Nam Buko lúc này thấy hưng phấn vì 10 năm rồi ông ta mới thấy sợ. Hắn ta cho rằng việc con rồng trở lại là vì hắn, hắn sau đó đã bảo thuộc hạ gói ghém đồ để chuẩn bị trở về lãnh địa. Còn Hizo giờ vẫn chưa tỉnh lại nên ông chú tên là Jiryu kia phải cho đám nhóc biết chuyện đã xảy ra lúc trước rằng. Năm xưa, bố mẹ Hizo đã chọn vùng nằm giữa ba đất nước ở đây để phong ấn. Vì không đất nước nào muốn thiệt hại về bản thân nên họ mới phải chọn vùng đó. Chuyện xảy ra thì ta cũng đã biết như nào. Nhưng còn chuyện sau đó thì không như người ta vẫn được kể qua. Người ta nhìn bên ngoài đều tưởng rằng là đã phong ấn được con rồng. Nhưng chỉ Jiryu và Hizo là biết chuyện xảy ra. Bố mẹ của Hizo cũng như một trăm đạo sĩ đi theo đều bị lửa địa ngục thiêu chết. Khiến dù là ma thuật cấp cao cũng không thể hồi sinh. Hizo sau đó tỉnh dậy và đòi đi giết con rồng vì cậu đã tập luyện rất lâu cho ngày này. Mười năm dòng giã cậu đã theo Jiryu học kiếm thuật. Vậy mà trình vẫn chẳng khá lên. Thế mà cũng đòi đi diệt tà long. Cậu hỏi lũ nhóc là Nam Buko sống ở đâu vì Hizo muốn đoạt lại viên đá kia bởi nó là bảo vật phong ấn thuộc về cha cậu. Cậu muốn tìm Nam Buko để đòi lại và cũng muốn dùng nó để phong ấn con rồng một lần nữa. Tommy cho cậu biết Nam Buko là một tay buôn vũ khí và luôn muốn các nước đánh đấm lẫn nhau. Và mỗi lần hắn đi đến đâu là dùng sức mạnh để đàn áp nơi hắn kinh doanh đến đó, Hizo đã vạch ra mục tiêu và lên đường đi thực hiện nó. Con rồng biết nói đi theo Jiryu đòi Hizo trả lại số tiền mà cậu đã lấy của nó. Cậu đã trả nhưng ẩn bị thiếu một đồng lớn, hizo đã bảo là dùng đồng đó để mua cái huy hiệu này cậu đưa cái huy hiệu ra nhưng nó nhận ra đấy là đồ giả nên ăn vạ hizo chưa ăn vạ xong thì hizo và jiru đã chạy trước cô gái phép thuật của nam buko lúc này nhận ra bản thân bị bỏ lại thì đã dùng phép gọi cho nam buko cô đã được hắn ta giao cho nhiệm vụ tìm hizo vì cậu có liên quan gì đó tới con tà long quay lại với hội hizo cả nhóm đang muốn đi kiếm quán ăn nhưng do vụ làm loạn hồi sáng nên trả quán nào cho vào nhưng có một cô gái thú nhân chỉ cho họ quán mà họ có thể tới Lúc đang ăn thì cô ta lại tra hỏi chuyện về con tà long và đồng thời còn biết Hizo là con trai của ai khiến cả nhóm có chút cảnh giác hơn. Cô ta cũng không hỏi kỹ hơn nữa do cô biết có hỏi cũng trả được gì nên chỉ giới thiệu bản thân là Erin rồi rời đi. Lúc tính tiền thì phải trả luôn phần của Erin, con rồng biết nói này tên là Palu. Palu cay cú vì bị Erin lừa mất thêm mớ tiền. Vì giờ tiền khá eo hẹp nên không có để thuê trọ, thế là cả bọn quyết định tá túc qua đêm tạm chỗ của tụi nhóc Tommy. Tommy không chịu như nhóc mập muốn cho nhóm Hizo ở lại vì ơn cứu mạng nhưng chỉ là một đêm. Nửa đêm, khi cả bọn thì ngủ nhưng Jiru lại mài dao. Cứ tưởng có án mạng nhưng ông chỉ là đang làm bữa sáng. Ăn xong thì Jiru muốn ở lại thêm để tập kiếm cho Hizo vì giờ cậu mà đuổi theo Nam Buko thì trên đường sẽ không sống nổi với đám quái thú ngoài kia. Tommy ứ chịu vì họ đã bảo là sẽ chỉ ở một đêm, nhưng Hizo đưa ra giao kèo là Jiru sẽ nấu ăn hàng ngày cho cả đám thì chúng cũng đành theo. Đầu tiên Hizo phải tập đánh sờ lam, lũ Slim con không có độc nên cậu sẽ dễ đánh, nhưng chúng lại quá nhanh và liên tục bám vào mặt Hizo cậu đánh không được nên đổ lỗi do kiếm nhỏ jiru bảo đấy là cỡ vừa cho cậu tập rồi nên đừng đòi hỏi jiru quăng đấy cho cậu tự học rồi đi săn quái kiếm tiền hizo tập một hồi thì mệt rồi lại đổ do sờ lam bé quá mà chả tập được gì ba cho biết mấy con này trả được tiền gì nên cậu chỉ có thể dùng chúng để tập luyện hizo thấy phía sau có con rồng đất nên hỏi thử giá nó như nào ba ngồi kể giá mà không biết nó ở sau lưng thế là hizo chạy đến và nhảy lên chém con rồng nhưng nó trả xi nhê nhưng con rồng trả tấn công mà cúi xuống rồi hả miệng ra bên trong đấy có một cô gái bước ra, cô cảm ơn rồi tạm biệt con rồng. Cô sau đó lại gần Hizo rồi là muốn cậu đi với cô. Hizo hỏi là cô muốn đưa cậu đi đâu và nhận một câu trả lời rất chi khó hiểu là tới thâm tâm của cậu, cô cũng giới thiệu cô là Sara. Sara khen mắt cậu khá đẹp vì bên trong nó như đang trú ngụ một con rồng. Jiru đi săn về gặp cảnh này thì hỏi Hizo là ai kia. Hizo éo biết nên Palu bảo là cô chui ra từ miệng con rồng nên nghĩ là á nhân hay quái vật gì đó khiến Jiru phải vác kiếm lên. Thấy Sarah có vẻ hơi kỳ lạ khi ngồi nhặt sỏi và nói chuyện với chúng nên cả hội nghĩ tốt nhất là đừng dính líu đến cô nên lén lút chuồn đi. Hizo thấy cũng tội nhưng Jiryu lại kiểu thì thôi cũng kệ. Về nhà thì Hizo cứ mãi nghĩ về Sarah và chưa chịu ăn nên Tommy lại khịa cậu mấy câu. Cơ bản là mới đây thì đòi đánh nhau trả thù mà giờ thì yêu rồi. Hizo chối và dãy đành đạch lên. Cậu thấy chẳng qua là Sarah có vẻ khá cô đơn nên mới lo nghĩ đến vậy. Tommy chỉ khuyên một câu là đừng vì gái mà dại là được. Người của Nam Buko lúc này thì liên tục tra hỏi người dân để tìm Hizo. Cô ta định dùng phép chiếu gương để tìm cho lẹ nhưng gương lại chẳng hiện được vị trí của Hizo, và Sara lúc này cũng đi ngang qua đây. Nam Buko lúc này thì yêu cầu người tung tin đồn để nhằm kích động chiến tranh. Như thế thì hắn mới kiếm được tiền nhờ bán vũ khí, hắn cũng yêu cầu ông tiến sĩ của mình phát triển thêm vài thứ mới nữa. Và ông tiến sĩ này vô tình lại là người quen với Sara. Sara lúc này thì cũng đã tìm đến được chỗ Hizo, Tommy cứ khịa Hizo về việc phải hoãn vụ trả thù lại để cậu có thời gian yêu đương, nhưng cậu vẫn cho rằng bản thân với Sara chỉ là bạn. Có vẻ họ sẽ phải để cô lại đây và Tommy cũng không muốn ngăn cản cả hai đến với nhau nên cho phép. Hizo bị chọc quá nhiều nên phải kéo Sarah đi chỗ khác. Jiru sáng nay lại đi săn do ba con sói mới săn được hôm qua được ít tiền quá. Hizo thì cũng quay lại tập luyện ở chỗ mấy con sờ lam cùng với Sarah. Mãi chẳng tiến triển nên cậu đành ngồi nghỉ. Giữa trường thì Sarah và Hizo thấy một con sói to hơn so với ba con mà Jiru đã săn. Con sói quẹt cho Hizo một đường nhưng chủ đích lại là nhắm đến Sarah. Hizo chạy đến thì con sói quay lại tấn công cậu nó vừa vồ lấy hi thì cậu đã kịp tung đòn vừa mở mắt ra thì cậu nhận thấy bản thân đã hạ được con sói sarah thì lúc này mắt có vẻ như vừa đổi màu cô tỉnh lại và nói bản thân vừa ngủ quên thấy cậu bị thương nên sarah đã dùng phép hồi phục lại cho cậu kỳ diệu hơn là còn sửa được cả cái áo hi đưa con sói đi đổi tiền xong thì thấy quân lính đang bắt người đi đến hầm mỏ làm trước mặt con cái của họ máu anh hùng nổi lên khiến hi phải ra tay cậu xông vào làm ra vẻ ngầu ngầu rồi né được mấy đòn nhưng sau cùng thì vẫn để bị gõ cho một cái rồi bị kéo đi luôn đã Sida mà còn thích sông pha thể hiện. Hizo bị tống vào ngục và hơi cay vì không chỉ mất kiếm mà còn mất luôn cả tiền. Cô gái thuộc hạ của Nam Buko lúc này nghe tin và biết Hizo đang ở nơi nào nên xuất phát đi bắt. Tommy thì mò được lối lẻn vào diện của lãnh chúa nhưng Sara đã ở sau khi nào chả biết. Hizo trong ngục thì đã động viên tất cả cố gắng cùng cậu tìm cách thoát ra nhưng đa phần ai cũng đã từ bỏ hy vọng. Cậu chẳng còn cách nào ngoài vác cái huy hiệu pha ke ra đập tường. Tên lãnh chúa lúc này thì nhận thấy cái kết sắt của bản thân có tiếng động nên mở ra xem thì thấy nó đã bị đục mất. Tommy lúc này thì trộm được sổ cái ghi rõ số tiền mà chúa công đã quỵt từ nhà vua nên dùng nó uy hiếp ông ta thả người. Nhưng ông ta không sợ mà binh lính trong phòng còn xuất hiện cả bọn và khống chế Tommy. Jiryu giờ mới đến để giải vây và cứu được Tommy. Tommy đã giật lại sổ cái và dùng nó uy hiếp chúa công thả Hizo và mọi người trong nhà giam. Hizo được thả trong khi chỉ chút nữa là đục được cái lỗ nên hơi tiếc. Hizo nhận thấy Sara cũng đến vì cô có thể tìm được những thứ quan trọng. Bốn mắt nhìn nhau nên Tommy chốt luôn là Hizo biết yêu rồi người của Nam Buko đến sau và cay cú khi nghe tin chúa công đã thả người. Gia đình cũng những người bị bắt đi đã được đoàn tụ, còn cả nhóm cũng trở về và Hizo đã quyết định phải hạ bằng được tà long để bố mẹ cậu có thể thực sự yên nghỉ. Tommy sau đó có ngồi suy tư về gia đình nhưng Hizo đã gọi cậu ta vào ăn tối cùng. Tommy giờ đây nhận ra bản thân cũng có một gia đình hoàn chỉnh và Erin ngoài kia thì vẫn đang theo dõi nhóm của Hizo. Sáng hôm sau, Jiru vừa đi đâu đó về và lại phải chuẩn bị bữa sáng cho cả hội. Hizo nhìn món này thấy có vẻ dở tệ nên chê lên chê xuống cho đến khi thấy mấy đứa nhóc ăn ngon lành. Jiru cho biết giờ ông sẽ tập luyện riêng với Hizo và để Sara ở nhà. Nhưng Sara vẫn đi theo khiến Hizo phải đưa cô một đồng vàng để cô đi đâu đó chơi. Sara sau đó đã đi dạo chơi thì gặp Erin. Erin muốn đưa Sara đến một nơi nào đó, còn Hizo thì lại phải đi đánh sờ lam và cậu đã quá ngán lũ này. Dù bản thân còn chưa đánh được con nào tử tế, cậu bảo Jiru đi săn và để cậu tự tập, còn Erin thì đưa Sara đến suối phục hồi. Còn tác dụng của nó thì như cái tên ấy. Erin rủ Sarah tắm chung và mục đích là để moi thông tin từ cô. Balu và Tommy thì cầm trên tay tờ giấy tiền thưởng cho ai bắt được con quái gần hồ phục hồi. Balu thì muốn nhờ Jirio bắt để sau này đỡ phải lo chuyện tiền nong. Còn Hizo thì giờ thấy quá chán cách luyện tập này. Jirio cũng nói thẳng là giờ kể cả cậu có được đá phong ấn thì trình vẫn chưa đủ để ăn được tà long. Vì một trăm đạo sĩ cũng không ăn được thì một kẻ chưa nắm rõ căn bản như cậu thì làm được gì cậu quá cố chấp và lì lợm với những bài tập nên giờ có nằm mơ cũng đừng mong trả được thủ nghe câu này thì hizo cay lắm cậu vác kiếm lao đến chỗ jiru erin lúc này thì cố gắng dụ sara nói ra những thứ xung quanh hizo để moi thông tin nhưng cô chả nói được cái gì đáng quan tâm Sarah suýt nói ra tên của hizo khiến erin phải che giấu đi vì cô gái thuộc hạ của nam buko ở gần đây nhưng cô ta thì cũng suýt nghe được nên chạy lại hỏi erin cũng giỏi trèo lái câu chuyện nên giấu thành công Erin thắc mắc sao hồ có ít người đến tắm thì cô gái kia cũng cho biết vụ gần hồ có con quái nhưng cô ta thì chả quan tâm, nhưng con quái đó lúc này thì đã thức giấc. Hizo lúc này thì liên tục bị đánh bật ra, ông biết cậu lại suy nghĩ đến việc hạ ông nếu có được sức mạnh từ đá phong ấn. Bị đọc chúng khiến Hizo tức giận nên lần này cậu đã lao vào thật. Jiru suýt bị dính đòn hiểm nên đã vô tình đánh Hizo bị thương. Balu và Tommy đến thấy cảnh này thì trách Jiru nhưng Jiru nói họ sẽ đến suối phục hồi. Lính của Nam Buko đã chờ họ ở gần suối vì biết họ sẽ đến vì tiền thưởng và quả thật là họ đã đến đây ta lúc này cũng biết tên cô gái kia là sari sari ngồi tám chuyện với hai cô gái thì thấy nhóm của jiru nhưng không hề nghe thấy tiếng của hizo nên nghĩ là không có cậu ở đây jiru nói việc ông đánh trọng thương vậy là để muốn xem hizo nghiêm túc với việc trả thù như nào và sẵn việc ở gần suối phục hồi thì ông đã nghiêm túc huấn luyện hơn và nếu được thì sẵn cơ hội đến đây săn quái kiếm tiền thưởng luôn erin lúc này đã cố đánh lạc hướng sari để giấu việc cả hai quen biết hizo nhưng cả hai bên đều tranh thủ lắng nghe bên nhóm Jiru và không nghe thấy tiếng Hizo nên nghĩ là cậu ta không tới. Sari nói mục đích cô đến đây là tìm Hizo khiến Sara định nói về Hizo cho cô ta biết, nhưng Erin lại một lần nữa che giấu bằng cách đẩy nhau xuống hồ. Quân lính thì lúc này đang chuẩn bị ở gần suối để đợi lệnh phục kích. Hizo vừa tỉnh lại thì nói chuyện khiến hai cô gái người thú nghe được. Jiru đã thừa nhận là bản thân đã nhìn nhận sai quyết tâm của Hizo nên quyết định sẽ thay đổi cách huấn luyện cậu. Con quái vật ở suối cũng đã bắt đầu lộ diện. Nó là con quái của Sari bố trí và quân lính đã cố đánh thức nó. Jiryu vừa lo lắng không biết con quái có xuất hiện không để kiếm tiền thì nó chui ra luôn. Con quái lạ thay khi lại bắt Sara thay vì nhắm vào Hizo như hiệu lệnh của Sari. Erin biết đây là trò của Sari thì chuồn lẹ. Con quái không kiểm soát được và bắt đầu quật tứ tung. Nó còn bắt Sari rồi ném đi luôn. Jiryu lúc này đã chạy đi lấy kiếm xong thì quay lại xiên con quái ra bã. Hizo tìm lại được và bất ngờ khi Sara vẫn giữ trong tay đồng tiền mà cậu đưa. Xong xuôi thì cả bọn biết là vụ tiền thưởng là bịp nhưng bù lại mớ xúc tu có vị lạ nên bán được cho giới quý tộc nên cũng thu về được gì đó, kể ra cũng không lỗ. Đám nhóc khá buồn khi biết tin nhóm Hizo sắp đi và không được ăn ngon nữa, ngày hôm sau Tommy quyết định sẽ đi theo nhóm của Hizo. Cậu ta nói mình muốn theo là để giúp Hizo lấy được viên đá phong ấn và thay đổi cái thế giới này. Đi một đoạn thì cả nhóm gặp lại Erin, cô ta cũng muốn theo vì biết chỗ của Nam Buko. Thế là Hizo cho cô đi theo luôn, thương lượng thành công và nhóm Hizo lại có thêm một người nữa đi trên đường mà hizo cứ hăng hái rồi thể hiện như kiểu là ông chủ của cả hội ai nấy đều không ưa cái kiểu này của hizo vì cậu quá mức bố đời erin cũng muốn tìm cách biết giá của đá ma thuật trên thị trường balu nhận thấy là erin thật sự nghiêm túc với việc đi theo và vẫn không hiểu mục đích cô ta đi theo họ là để làm gì hizo thì cứ mải đi mà không lo nhìn đường nên bị ngã vào giữa hố cắt khiến cả hội chỉ biết thở dài nam buko lúc này cũng biết được vị trí của nhóm hizo thông qua một con chim Hắn ta sai người đưa thông tin này cho Sari và đồng thời nhận thấy giá của đá ma thuật cũng đang tăng mạnh như hắn sắp xếp. Trên đường đi cả nhóm đã gặp được nhiều cảnh đẹp khác nhau từ thác nước với cầu vồng phía trên cho đến những vài loại quả có thể đem theo làm lương thực. Tommy đã từng nghĩ bên ngoài phải khô cằn lắm nhưng té ra là vẫn có mấy thứ thú vị như này. Hizo thể hiện bản thân rất có kinh nghiệm trong việc du hành và cho rằng Tommy có gì cần hỏi thì cứ tìm cậu. Tommy nghe vậy càng thấy ghét cái tính tự cao này hơn. Đột nhiên con chim do thám của Nam Buco lao xuống tấn công họ. Ai nấy phải trốn đi còn Hizo lại muốn thể hiện nên lao đến nhưng vẫn chả được tích sự gì buộc Jiru lại phải gánh. Jiru khuyên họ nên dựng trại ở trong rừng tối nay vì cây nhiều thì con chim đấy sẽ không bay vào tấn công được. Hizo lại thể hiện và bảo tất cả cứ yên tâm khi đã có cậu canh chừng giúp họ. Tối đến Jiru đã ngồi nấu đồ ăn. Hizo thì lại ra vẻ xếp lớn nhưng Jiru thấy hơi lo vì nhờ Sara đi lấy nước mà giờ này chưa thấy quay lại. Hizo đã sung phong đi tìm nhưng cậu lại thấy Erin đang ngồi chơi đàn đầu tiên. Erin cũng chỉ cậu chỗ của Sara, Hizo tiện đây thì hỏi lý do Erin lại muốn theo họ. Cô ấy chỉ nói là bản thân bán thông tin để kiếm tiền và linh tinh gì đó như là muốn biến cậu thành chàng trai tuyệt vời nhất chứ chả nói thật ra lý do chính. Thế là Hizo cũng chẳng muốn gặng hỏi mà chạy đi tìm Sara. Nam Buko lúc này thì đã và đang bán vũ khí cho một tộc người lùn để chống lại một đất nước khác, nhưng đồng thời hắn ta cũng liên lạc cho bên quốc gia kia để bán lại vũ khí để chống lại cả tộc người lùn. Hắn sau đó đã gọi Sari đến và cho cô ta đúng một cơ hội cuối để bắt Hizo, nếu thất bại thì mày cút miệng mày đi. Cô ta vẫn đùa đùa về con chim giám sát của hắn ta nhưng hắn ta thì có vẻ không thích đùa nên Sari cũng rén ra mặt. Hizo hôm nay lại đổi từ xếp thành ra vẻ tướng quân, Erin nhận thấy giá thị trường của đá ma thuật đã thật sự tăng. Và Sari lúc này cũng đã dùng con chim để biết được vị trí của nhóm Hizo. Họ đang đi bình thường thì Sari đem quân đến chặn ngay trước mặt cả nhóm, cô ta còn gọi ra thêm ba con golem cho chắc. Hizo lại ảo tưởng chạy lên trước, tôi éo hiểu sao ở lúc đầu thì Hizo qua được chiêu xét này mà giờ lại ăn chọn. Jiryu không thể tới cứu vì mắc mấy con golem cản đường. Thế là ông nhảy lên và đâm vào mắt của một con khiến nó bay màu. Nhưng vẫn còn hai con nữa, Sari đã ném thêm một chiêu băng khiến kiếm của Hizo gãy đôi. Và Palu thì giờ đây phải gọi dịch vụ phép thuật ra để đưa mấy người không thể chiến đấu chạy đi trước và giao lại Hizo cho Jiryu. Jiryu giải quyết được một con thì chạy đi cứu cậu chủ nhưng bị Sari dùng phép bắt lại. Cô ta muốn hành hình Jiryu ngay trước mặt Hizo khiến cậu tức giận. Cảm giác bất lực khiến dấu ấn trên người Hizo bắt đầu sáng lên. Xung quanh Hizo tỏa ra một làn khí hắc ám, móng tay cậu dài ra và mắt thì hóa đỏ. Quân lính sau đó đã bị Hizo đồ sát, khi chỉ còn lại tên chỉ huy và Sari. Cô ta sợ hãi nên dùng phép dịch chuyển chạy đi. Hizo sắp lao đến chỗ cô ta thì hết năng lượng và trở lại bình thường, nhưng cô ta cũng đã rời đi mất. Hizo không biết bản thân đã bị gì nên lê bước đi cho đến khi gục ngã, còn trong tâm trí thì vẫn bị những hình ảnh đã xảy ra dội về. Lúc Hizo gục ngã thì cậu thấy từ phía xa, cỗ xe của Nam Buko đang đi đến phía cậu. Hizo đã sớm nhận ra mà trốn được. Nhưng cậu cũng nhanh chóng bám theo hắn để tìm cơ hội. Còn Palu lúc này mới đưa cả bọn ra ngoài, trả tiền xong xuôi thì Palu bị dịch vụ quăng bệt ra đấy. Cả ba sau đó thấy Jiru nằm bất tỉnh một góc nên đã chạy đến xem thử, Sara gọi được Jiru dậy và hỏi Hizo đang ở đâu. Jiru cũng không biết và khi cả nhóm nhìn xuống thì chỉ thấy hàng loạt tên lính bị Hizo xử. Nam Buko lúc này thì đang giới thiệu sản phẩm cho một quý tộc, hắn chói một con trần tinh với ba con người lại và sau đó bảo tiến sĩ kích hoạt cỗ máy. Cỗ máy đã phát sáng lên một lúc rồi đột nhiên kết hợp cả bốn lại với nhau con quái vật lai tạo ra trong quá chi là gớm ghiếc nó chạy đến chỗ bà quý tộc nó ban đầu hù bà này sợ chết khiếp nhưng người của nam buco đã xử lý gọn con quái chiến thuật marketing này của nam buco đã được lòng bà khách và bà trông chờ đội quân nam buco làm cho bà ta hyzo ở phía sau kia thì thấy cảnh này máu anh hùng ảo lại nổi lên khiến cậu mò ra hyzo chạy ra và nhận bản thân là một kiếm sĩ và là anh hùng công lý nên cậu không chấp nhận hành vi của nam buco cậu sau đó đưa tay rút kiếm thì mới nhận ra là bản thân éo có kiếm Cậu muốn đánh tay đôi với hắn ta và kết cục là vẫn thua Nam Buco. Hắn đã bắt và hỏi thử việc Tà Long hồi sinh có liên quan gì đến cậu, nhưng cậu thì mạnh miệng đòi hắn trả viên đá phong ấn cho cậu, nhưng hắn đã cho người đưa Hizo về. Jirou lúc này tìm thấy dấu chân của Hizo nên đã đi theo, Nam Cô vốn dĩ thì chả quan tâm đến bà quý tộc này mà chỉ quan tâm đến tiền của bà để nghiên cứu. Hắn ta cũng không trách phạt Sari mà còn đưa tiền để cô ta phát cho thuộc hạ. Còn bên Jirou thì thấy con quái vật kia bị kết hợp kia và biết Nam Buco có vẻ đã bắt được Hizo hizo lúc này thì sắp bị nam buko tra tấn để moi thông tin về con tà long vì hắn cần con tà long làm loạn để người ta mua vũ khí từ hắn hắn định ra tay thì bà quý tộc hồi nãy lại đến làm loạn khiến nam buko phải dừng lại để ra lo chuyện kia trước hizo thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu tìm cách trốn cậu thấy dây chói ở chân bị lỏng nên rút được chân ra sau đó thì cậu dùng cái huy hiệu giấu ở trong giày để cắt dây ở tay ông tiến sĩ kia nhận thấy sara ở gần nên đi tìm và qua đến phòng của hizo ông ta nhận thấy mùi của sara trên người hizo nên đã hỏi cậu về tình hình của sara Hizo nói cô ấy vẫn bình an nhưng cả hai đang bị tách nhau. Ông ta vẫn tiếp tục hỏi về Sara, và khi ông ta biết chuyện Sara thích tiếng tim của Hizo thì ông ta cũng đã nghe thử và biết tim của Hizo lại không thật sự là của Hizo. Ông ta thấy có lẽ việc cậu và Sara gặp nhau là định mệnh nên Hizo đã dùng Sara làm cái cớ để ông ta giúp cậu thoát ra, rằng nếu cậu tiếp tục ở đây thì Nam Buco sẽ lại thẩm vấn cậu và Sara sẽ buồn, thế là ông ta đưa cậu một lọ thuốc và nó sẽ đưa cậu đến chỗ Sara. Chỉ cần nghĩ đến Sara thì cậu sẽ đến được chỗ cô, uống xong thì cậu đến chỗ Sara thật Cậu muốn ai nấy chạy đi khỏi nơi này trước rồi chuyện trò để sau, còn Nam Buco quay lại thì thấy ông tiến sĩ ngồi đấy. Ông ta nói ông ta đã để Hizo thoát vì lo cho Sarah. Sarah lại là người mà Nam Buco đã yêu cầu ông tiến sĩ thanh trừng, nhưng ông đã không thể ra tay làm việc đó vì nó quá tàn nhẫn. Ông ta dù trái lệnh Nam Buco nhiều như vậy nhưng Nam Buco không thể giết ổng vì còn nhiều việc cần nhờ ổng làm. Nhưng Nam Buco đã cho ông biết là nếu Hizo mà phát hiện ra thân phận thật của Sarah thì sao nhỉ? Câu nói này khiến ông tiến sĩ lo lắng hẳn. Sau khi thoát được Nam Buco cả hội đã tạm thời trú lại tại một khu mỏ bỏ hoang. Sarah đã nhận thấy có mùi của ông tiến sĩ trên người Hizo. Cô cho biết tiến sĩ thật ra là cha của cô. Jiril cũng đặt giả thuyết về lời ông tiến sĩ đã nói. Về việc tim của cậu nhưng cũng không phải của cậu. Ông nghĩ có khả năng tim của Tà Long cũng không phải tim của nó mà Hizo với nó đã đổi tim cho nhau. Cũng có khả năng vì con Tà Long đã bảo vệ Hizo trước cơn mưa tên từ quân lính trước đây thực ra chỉ là nó đang cố bảo vệ cho quả tim của nó. Hizo thì chưa dám tin lắm nhưng Jiryu có vẻ đã chắc chắn với suy luận này vì lúc trước có thể bố cậu đã hoán đổi tim của cả hai để bảo vệ cậu khỏi con rồng. Hizo có vẻ đã hiểu thông rồi nên biết rằng nếu cậu hẹo thì con tà long cũng vậy và ngược lại nó chết thì cậu cũng cúc luôn. Và sức mạnh cậu có được lần trước hẳn là từ những cảm xúc thịnh nộ và sợ hãi, cũng như là cam hận. Hẳn đó là tác nhân khiến cậu trở thành rồng như lần trước, và nếu cậu muốn trả thù cho cha mẹ thì cũng sẵn sàng tinh thần mà đồng quy vu tận với tà long. Tuy nhiên Jiryu vẫn không chắc việc cậu có thật sự sẽ chết nếu con rồng bị tiêu diệt hay không. Hizo không thể chấp nhận được sự thật này nên chạy đi, Palu với Jiru cố gắng khuyên cậu vào trong đi cho đỡ nắng. Thấy không tác dụng mấy nên Palu lấy chuyện lúc xưa ra nói, cậu cho rằng Palu đang muốn trấn an cậu, nhưng nó chỉ cho biết là cứ lúc nào buồn, thất vọng hay đau khổ thì Hizo đều ngồi xổm xuống và quay lưng đi, từ lúc cậu làm nó giận cho đến lúc cha mẹ cậu ra đi, kiếm thuật không khá hơn cũng ngồi xổm khóc, Palu cũng tại đây thì cho Hizo biết Jiru đã nghiên cứu ma thuật suốt 10 năm qua để giúp Hizo tìm ra sự thật cứ ban ngày thì đi dạy kiếm cho cậu nhưng tối đến lại một mình lủi thủi học phép một người cả đời chỉ cắm đầu vào kiếm thuật lại đi học ma pháp cũng là vì để giúp hizo nên cậu cần trân trọng jiru hơn và đừng có cãi lời ông nữa cha cậu đã giao cậu lại cho jiru và palu chăm sóc nên dù bên trong cậu có là một con rồng thì bảo vệ cậu vẫn là trách nhiệm của họ hizo được thông não xong thì đã lấy lại sự tự tin và nghĩ rằng nếu lấy được quả cầu phong ấn thì cậu sẽ có thể hoán tim trở lại họ sau đó lại lên đường và erin lại lủi mất đâu rồi chả thấy trên đường đi Tommy có hỏi Hizo về cái dạng khi sử dụng sức mạnh rồng kia nhưng cậu cũng chẳng biết gì nhiều về trạng thái đó. Họ lại bị một con mắt theo dõi của Sari tìm thấy. Sari muốn sai người đi bắt luôn dù chưa có lệnh của Nam Buko. Cô ta muốn lấy vinh quang để lấy lòng với ông ta, cả hội đi đến một ngôi làng bỏ hoang. Jiru có vẻ như nhìn thấy được vài ký ức từ quá khứ nên giữ người ra. Khi cả hội đi khám xét xung quanh thì Jiru lại liên tục thấy những hình ảnh đấy. Ông nhớ lại rằng lúc xưa bố ông là quái vật nhưng mẹ ông lại là con người cả hai người họ bị bắt vì người dân trong làng đổ tội do mẹ ông mà con người mới tấn công ngôi làng này trước lúc bị xử tử thì bố đã dặn Jiru phải cố sống và làm người thật tốt bố mẹ ông sau đó đã bị xử tử ngay trước mắt ông thoát khỏi hồi tưởng và trở lại với thực tại vẫn chưa ai tìm thấy được gì cả trừ Tommy cậu ta tìm thấy mấy cái xác cùng một con quái vật Jiru nhìn hizo và nhớ lại lúc bố Hijo tìm thấy ông và đưa ông về chưa kịp hoàn hồn gì thì Tommy chạy ra kêu cả bọn chạy lại rồi đột nhiên con quái vật cũng lao ra và lộ rằng nó cũng là một con quái lai của Nam Buko tạo ra, ai nấy đều cam phẫn và nhất là Jiryu. Hizo lại ảo tưởng rút kiếm nhưng quên mất để rồi người gánh vẫn là Jiryu, nhưng Jiryu bị đánh bật ra và nó lại lao đến chỗ Hizo, Tommy nói cậu hóa dạng rồng mà chơi. Hizo cũng nghe và đứng giận và hét như một thằng thiểu năng, tất nhiên là đây chả phải phim về một thằng hét cho tóc dài ra để tăng sức mạnh nên cách này chẳng có tác dụng. Tí thì ăn vả nhưng Jiryu đã đến và tung đòn xử lý con quái kịp lúc còn erin thì vẫn đang làm công việc của mình đấy là bán thông tin nhưng mà là cho nam buko nhưng khi erin được đưa vào gặp thì sari lại bị nhốt ở ngoài cô ta đã cho nam buko biết về việc tin của tà long ở trong người hizo và khi giao thông tin thì nam buko đã trả cho cô ta một chiếc vỏ sò có vẻ khá quý và nam buko cũng biết việc hizo chắc chắn sẽ đến đây hòng đoạt lại báu vật phong ấn nên hắn chỉ cần đợi thì cậu cũng sẽ tự mò đến vậy mà khi hắn ta xong giao dịch thì lại gọi sari vào và ra lệnh cho cô ta hãy đi lấy mạng hizo Erin sau đó dùng dịch vụ lần trước để quay lại với nhóm Hizo. Cô ta đã dùng chiếc vỏ sò và biết được âm mưu của Nam Buko đang nhắm đến Hizo. Cả nhóm lúc này thì vừa đi đến một khu chợ và mục tiêu đầu là sắm lại cho Hizo cây kiếm và bán con quái mới săn được. Balu quản lý chi tiêu khắt khe quá nên bị Hizo bảo là keo kiệt. Nhưng đường từ giờ đến chỗ Nam Buko còn rất xa nên lộ phí vẫn là thứ phải ưu tiên. Hizo cho rằng bản thân vẫn phải có kiếm xịn để nhìn cho ai. Cả nhóm đã đi tìm nhà trọ trước tiên và chủ trọ cho biết là phía sau có căng tin nếu họ muốn nhưng Palu bảo là họ sẽ không mua đồ ăn mà sẽ tự làm tự ăn, dùng tiền thuê giường là được rồi. Hizo cùng Jiru và Sara đã tách ra để đi mua đồ trước và sẵn bán luôn con quái. Cả ba người đã đến cửa hàng và Hizo liên tục chọn ra mấy thanh mà tới cậu còn trả dùng nổi. Cây thì quá lố, cây thì quá nặng, Jiru đã phải tự lựa cho Hizo một cây khá ngon và Hizo cũng đồng ý lấy. Trên đường về Sara thấy bên cửa hàng có cái đồ hình mặt trăng khá ngon, tên chủ tiệm nói hắn sẽ giảm giá nhưng với số tiền 100 xu khiến Hizo thấy hơi chát. Nhưng Sara nói cô thích đồng vàng mà Hizo cho nên không cần cái kia lắm. Tên chủ quán thấy không bán được nên đuổi, Jiru cũng mua xong đồ nên đến gọi cả hai ra về. Erin cũng đã đi mua vài thứ ở tiệm vũ khí hồi nãy. Cô lấy năm mũi tên có sát thương đủ để hạ một con quái to, lúc ở bữa ăn. Jiru có nhắc đến cái tên theo mà ông tiến sĩ từng đề cập tới, người tên theo này là thầy của bố Hizo. Sara lại nói theo là bạn cô, nghe vậy thì ai nấy lại càng biết việc tiếp theo mà họ cần làm có vẻ sẽ là đi gặp người thầy tên theo này. Ăn xong thì ai về phòng nấy, nhưng nửa đêm mà Hizo với Ji-ryu vẫn chưa ngủ, cả hai đã nằm tâm sự một lúc, và Hizo biết Ji-ryu có phiền muộn gì đó về ngôi làng kia. Ji-ryu cũng thấy cậu có vẻ không ngủ được thì cậu cho rằng trong người bản thân có một con rồng thì sao mà ngủ yên nổi cơ chứ. Và trong lúc đó, có một cái bóng lớn đã tấn công một con mèo ở ngoài kia, đến nửa đêm, đột nhiên một vụ nổ xảy ra ở trong thị trấn. Cả hai người nghe thấy tiếng nổ liên tục ở bên ngoài nên tất nhiên là phải chạy đi xem, người dân lúc này chỉ thấy một cái bóng đang liên tục phá tan những căn nhà xung quanh. Ai nấy ra xem thì không biết cái bóng kia là gì. Hyo lại máu liều nhiều hơn máu não nên lại chạy đến trước khiến Jiru cũng phải theo. Đến nơi thì cả hai người thấy một cái bóng như của con tà long đang lộng hành. Nó leo lên cối xoay gió và rồi phá hỏng nó. Cái bóng đấy liên tục nuốt lấy mọi người vào bên trong. Hyo tức giận chạy lên còn Sara lúc này cũng muốn đuổi theo thì bị Tommy cản lại vì rất nguy hiểm. Hyo thì cứ chạy đến muốn giúp người mà không chịu để ý nguy hiểm xung quanh. Jiru vì lo cản thằng Men để nó bớt nghịch ngu lại nên bị cái bóng tóm lấy chân sarah ở ngoài biết đây không phải tà long nên đã chạy vào hóa ra đây là con quái do sari đã mang đến để xử hizo nam buko lúc này cũng đang quan sát mọi chuyện ở lâu đài tiến sĩ vui mừng vì sarah vẫn an toàn nhưng nam buko muốn ông tập trung vào hizo sari do nghe lệnh nam buko nên muốn xiên hizo ngay tại đây luôn cậu đã đưa tay giữ lại chiếc ô của cô ta lại nhưng bị điện giật cho liên hồi ông tiến sĩ muốn cản nhưng nam buko muốn là dụ tà long xuất hiện bảo vệ quả tim nhưng cây xiên đã đâm vào một tí khiến hizo cảm nhận được cái chết mà hóa hình Sari lại sợ nên cho con quái vật tấn công Hizo để cô ta bỏ chạy. Jiryu muốn đến giúp Hizo nhưng càng ngày càng bị hút sâu hơn nên Erin từ xa đã bắn một mũi tên để giúp ông thoát ra. Nhưng con quái vừa chọt Hizo được một cái thì sức mạnh của cậu khiến con quái nứt vỡ toàn bộ và bùng. Mất tiêu luôn, mặt đất bắt đầu tan vỡ và Hizo càng ngày càng mất kiểm soát. Con tà long lúc này cũng được triệu hồi đến, Hizo thì bị mất lý trí nên đã cầm kiếm quẹt cho Jiryu một đường khiến ông trọng. Còn tà long vừa chui lên và thấy vậy thì chui xuống và lại bỏ đi. Nam Buko nhận thấy là nếu muốn có được con tà long thì hắn phải có được Hizo. Hizo vừa có nhận thức trở lại thì nhận ra điều mình vừa làm nên bắt đầu khóc lóc. Jiryu được đưa về dưỡng thương tại nhà trọ hồi tối, đúng là gánh cái nhóm này thì mạng cũng lớn thật. Hizo khá ân hận vì đã tấn công Jiryu nên quay qua hỏi Sara có chữa được như lúc trước không thì cô trả lời là không. Jiryu cảnh báo rằng nếu hiện tượng ấy còn tái diễn liên tục thì e là cậu sẽ thành rồng luôn chứ không trở lại được, giờ chỉ còn cách trông đợi vào thầy theo. Balu cố gắng mua thuốc từ dịch vụ kia nhưng nó chat về lờ. Erin lại đột ngột xuất hiện và nói nơi có thể tìm nguyên liệu nấu thuốc. Vừa nghe địa điểm thì Hizo và Sara chạy luôn. Còn bên nam Buko vẫn đang thuận lợi làm ăn, Sari thì lại bị chửi nên nhốt luôn trong phòng. Tommy lúc này thấy lạ cái là chưa thấy Sara ăn uống bao giờ. Còn Sari thì luôn biết rõ chỗ của họ để bắt, nên Tommy nghĩ có thể là Sara báo vì cô quen với ông tiến sĩ làm việc cho nam Buko. Hai người kia thì đã đến nơi và bắt đầu tìm cây thuốc, nhưng thuốc quý thì đâu dễ tìm khi họ đã chạm mặt một con nhìn như là ếch tê giác. Họ tính chạy nhưng bằng một cách nào đó mà con ếch tự nhảy một pha đi vào lòng đất. Họ vừa chạy được thì ngã ra đấy rồi trời cũng mưa luôn chứ. Sarah đã tìm thấy cây thuốc nên Hizo hớn hở chạy lên hái. Còn Erin thì mập mờ nói ra âm mưu của Nam Buko nhưng vẫn cố không để bị nghi ngờ. Hizo thì vừa lao lên hái thì tảng đá dưới chân dung chuyển và lộ ra đây là một con rùa đá. Erin cũng nói ra một vài thông tin về Nam Buko cho Palu và Tommy nghe trong lúc Hizo vẫn đang vật lộn để nhổ cái cây ra khỏi mai con rùa. Cậu cố gắng để kéo nhưng lại bị tuột xuống và lại phải trèo lên. Còn cuộc nói chuyện kia thì tôi sẽ nói gọn ra rằng Nam Buko loan tin để ba nước mua vũ khí của hắn. Còn Hizo thì muốn đến chỗ hắn thì sẽ phải qua cả chiến trường của chiến tranh sắp tới. Thế nên là nếu muốn đi thì phải lại lên. Còn Hizo trèo lên lại được thì cũng nhốt được cây ra nhưng bị ngã và được Sarah đỡ. Hizo thấy đây là lần đầu tiên Sarah cười. Thuốc đã được bón cho Jiru. Tommy thì mượn đồ của Erin để hỏi thăm lũ bạn. Lúc vào trong thì cậu kể lại rằng bọn trẻ trong thị trấn đã bị đưa đến mỏ cả. Người nghèo thì hẹo lương thực không được nhập vào khiến đàn ông đều bị đưa đi và không còn ai làm việc. Nhưng lũ bạn của Tommy thì vẫn bình thường, Palu sẽ kể lại chi tiết cho họ sau khi ăn. Sáng hôm sau Tommy không còn nghi ngờ Sarah nữa vì cô đã có biểu lộ cảm xúc. Và họ lên đường đến gặp thầy theo, Hizo không muốn lắm vì sắp có chiến tranh nên cần gấp rút. Jiryu bảo éo vì cơ thể Hizo còn quan trọng hơn, nhưng thầy theo đã xuất hiện ngay trước mặt họ. Ông kêu tụi bay tới mà éo có quả hà, nhưng sau đó lại bảo không cần lắm dù thực chất là có muốn thật ổng lại ôm để chào Sara khiến Hizo bực ra mặt. Hizo như vừa nhận ra gì đó, Jiru đã thấm mệt khi đi đến chỗ ở của thầy theo. Còn ổng thì nhắc lại về học trò và cũng không ngừng nói lại về việc éo có quả. Và bên trong Jiru kể lại sự việc cũng như lý do họ đến đây cho thầy nghe. Ông mô phỏng lại ngọn lửa hủy hồn cho họ xem nhưng tất nhiên của ông là lửa pha ke nên chả gây thương tích. Hizo bắt đầu trách móc ổng vì trước đây ông có ma lực như này mà lại không giúp bố mẹ cậu. Ông chỉ nói thẳng rằng tà long như một cơn gió lốc, không thể cản nổi. Thảo nào mấy thanh niên gia xua của Việt Nam dù có nói như nào cũng không cản được nó phít. Nói xong thì ổng nói Hizo đi cũng ông luyện ma pháp. Hizo nói cậu là kiếm sĩ thì học ma pháp làm gì. Jiru nói thầm với cậu là đi đại đi lỡ như học được gì hay ho. Ông ta kiếm cớ để đuổi bớt người đi rồi bắt đầu chỉ dạy. Ông bắt Hizo nhìn vào đường kẻ phía trước và bước đi. Dù nó ngoằn ngoèo nhưng bước phải thẳng thẳng. Rồi cho cậu xem tờ giấy vẽ mặt Sara. Kêu cậu vo lại rồi lại mở ra và lặp lại mấy lần còn erin thì dùng cái vỏ ốc mà có tác dụng như cái radio kia và biết được các nước đã vào thế để chiến tranh còn biết luôn địa điểm mà tà long sẽ xuất hiện còn hizo thì sau vụ tờ giấy thì ổng lại bắt hizo ném đá nhưng viên đá được ném rơi xuống đất thì theo thấy có luồng sáng gì đó lóe lên rồi vụt tắt hizo thấy bực bội nên ổng nói sẽ chuyển qua luyện kiếm ông ta làm phép không kiếm nhưng chém vẫn ra lực và bảo hizo làm theo hizo vẫn làm thử nhưng kết quả thì chỉ mỗi ông ta thấy được hizo không thấy nên lại nghĩ nó vô bổ và thế là vẫn tập cho đến tối khi jiru đã trở về với thức ăn Tôi đến thì Hizo vẫn tập còn Erin với Sara thì thức. Sari lúc này đang trầm cảm do bị nhốt và cách biệt với Nam Buko nhưng khi quân lính nói ông ta đến gặp thì cô ta lại hớn hở ra. Đêm đó lúc Hizo đã ngủ thì theo lại nói chuyện trao đổi với Jiru. Theo nói thẳng ra là Hizo giống cha cậu không có năng khiếu làm kiếm sĩ nhưng lại cứng đầu dù rằng ý chí thì khá là mạnh mẽ. Jiru cũng thừa nhận vì Hizo tập đã 10 năm nhưng vẫn yếu. Ông cũng nói ra lý do mà Jiru đã phải nghiên cứu ma thuật lâu này là cũng vì để giúp Hizo. Vì biết đâu yếu kém về kiếm thuật nhưng lại giỏi về ma thuật như cha. Theo cũng cho biết luôn là Hizo mang trong người ma lực rất to lớn nhưng chả thể sử dụng, bằng chứng là việc cậu có thể mang tim của Tà Long lâu đến vậy. Với lại lúc luyện tập thì không kiếm của Hizo suýt chúng ông và ông cũng định dùng ma pháp phòng thủ, nhưng ma lực vậy cũng khá nguy hiểm và Jiru cũng khá sáng suốt khi chỉ dạy mỗi kiếm thuật. Ông căn dặn điều cuối đó là Hizo và Sara là một cặp và luôn như vậy. Nam Buko lúc này lại ra cho Sari một nhiệm vụ nữa còn cụ thể thì tôi chịu, sáng hôm sau Hizo bực về cách học này nên định bỏ. Thế là theo nói nếu cậu dùng không kiếm chém được ông thì ông cho tốt nghiệp, Hizo chỉ vụt đại thế còn chúng hay không thì chả biết. Nhưng theo vẫn cho tốt nghiệp, đến lúc họ rời đi rồi ông mới khuỵu xuống vì pha lúc nãy tới ma pháp phòng thủ của ông cũng bị vỡ do chặn mấy đòn ấy. Cả nhóm giờ đã gần đến được vị trí của Nam Buko thì một con chim lại bay đến chỗ họ nhưng Jiru đã xử được nó. Erin bị ngã và làm rơi cái radio kia và trong đó Nam Buko cũng nói tên Erin ra khiến cả nhóm biết cô là gián điệp. Erin cũng chả giấu gì thân phận nữa, Jiru cũng chả muốn giết cô vì cũng chả lấy lại được thông tin nên cả hội đi và bỏ Erin lại đấy. Sari thì nghe theo lời Nam Buko mà để cho ông tiến sĩ hợp nhất cô ta với con quái màu vàng mà nhìn như con cờ hó này, để ra một thành quả mà tí nữa ta sẽ thấy. Tôi đến cả nhóm phải dựng lều đốt lửa để sưởi ấm. Nghe lạ đúng không vì sa mạc này ban ngày thì nóng gây gớm nhưng đến đêm lại lạnh như đông. Jiru nói họ sẽ còn chịu ba đêm như này nữa nên dáng đi. Còn tin đồn giả mà Nam Buko tung ra rằng có nước đã bắt được Tà Long và dùng vào chiến tranh đã kích động ba nước lớn tiến hành chiến tranh sớm hơn bao giờ hết. Còn nhóm Hizo thì hết nước giữa sa mạc và cần tìm ốc đảo nhưng Palu lại vô tình ngã xuống hố cát và đoán xem có gì dưới đó. Palu kêu cứu nên Jiru đưa áo cho mà bám lấy, không với tới được nhưng rồi một giây thừng với khúc gỗ được ném xuống, đấy không ai khác lại là Erin. Palu ban đầu khinh nhưng vì éo muốn tạch nên phải cầu xin để được cứu, tuy cả nhóm không muốn nhìn mặt Erin nữa nhưng vì cô ấy biết đường nên phải cắn răng chịu. Nước thứ ba cũng đã sẵn sàng tham chiến, còn khi đó thì nhóm Hizo gặp phải một trận bão cát. Chạy không kịp nên mỗi người bị cuốn đi một nơi. Erin tìm thấy Palu đầu tiên, Jiru tìm thấy Tommy. Con Hizo đi với Sarah riêng cặp này thì biết ai tìm thấy ai rồi, họ qua đêm mà chả có lấy tí nước. Sáng hôm sau Hizo khát không chịu được nên Sarah phải đi tìm nước. Jiru thì tìm thấy được nhóm Erin nên gộp lại luôn, Erin tìm được ốc đảo và lao thẳng đến. Còn Sarah vừa làm gì đó nhưng lại có nước cho Hizo uống, nhưng đồng thời họ cũng bị con chim do thám phát hiện ra. Đi một đoạn thì Sari từ xa trong lốt quái chạy đến, thành quả từ thí nghiệm đây rồi đấy. Cô ta tẩn cả hai rồi đưa Hizo đi ba nước đã giáp mặt nhau còn hi bị bắt về thì tỉnh dậy và đòi lại đá phong ấn nhưng hắn ứ trả nên cậu lại rút kiếm ra nhưng trình độ trả nó nên bị khóa thế nam buko tiết lộ lý do hắn có được viên đá này bơi vì 10 năm trước chính hắn là người đã bắn mũi tên chúng vào người của cha hi lý do là vì hắn ta đã có suy nghĩ lợi dụng tà long kiếm tiền từ lúc đó mà cha cậu lại có ý muốn phong ấn nên hắn đã ra tay lúc sơ hở hi quyết hạ hắn vì hắn đã khiến cậu trở thành bát man hắn cũng nói hắn thấy cảnh tượng khi lửa hủy hồn thiêu dụi tất cả là đẹp Lý do hắn sống qua được lúc đó cũng là nhờ vào một bảo bối, Nam Buko cho rằng vẻ đẹp của sự hủy diệt và mạng người đối với hắn chỉ như cỏ rác. Hizo lại chạy lên và bị đánh bay mất kiếm, nhưng hắn không muốn giết cậu mà muốn dùng cậu để lợi dụng Tà Long, nhóm Jiryu thì vẫn đang cố tìm Hizo. Tommy nói Erin lấy cái radio mà tìm nhưng chỉ dò ra được tiếng của vài người linh tinh, nhưng lại nghe được tiếng Sara nên chạy đi tìm, đi đến thì thấy Sara đang gõ vào một cái cây, Jiryu nói đấy là để thu hút rồng. Và đúng như vậy một con rồng xuống và ngậm Sara xong đưa cô xuống đất. Jiril ban đầu tưởng là bị nuốt nên chạy đến, nhưng Sara đã cho rồng mở miệng và cho biết cô đã nhờ rồng đưa họ đi. Balu cũng nhớ ra là lần đầu gặp Sara thì cô cũng ở trong miệng con rồng đất. Con rồng bay trên trời và ai nấy đều phải sợ vì nó bay quá nhanh và họ cũng lo là con rồng này có thể đánh rơi họ bởi nó bay như chiếc phản lực khi có thể phóng lửa ra từ chân. Bên Nam Buko thì hắn ta đã hỏi tiến sĩ chuẩn bị đến đâu rồi, ông tiến sĩ đã nói về việc khâu chuẩn bị đã xong và sắp tới thì chúng sẽ nén ma lực vào quả cầu và triệu hồi Tà Long đến để dùng toàn bộ ma lực từ lâu đài để phong ấn và kiểm soát nó và đột nhiên tiến sĩ phát hiện một phản ứng lạ nhóm jiru thấy lâu đài này giống lâu đài của ma vương nên erin cho hay luôn rằng lâu đài này đúng là của ma vương mà người ta thường dùng để dọa con nít nhưng ma vương đấy đã bị đánh bại có điều là lượng ma lực sót lại còn khá nhiều nên nam buko dùng ma lực đấy để bảo vệ lâu đài này luôn vừa dứt câu thì con rồng bị bắn lủng một lỗ cánh và rơi thẳng xuống lâu đài đám lính canh sau đó đã đến xem thử con rồng thì chỉ còn mỗi cái xác của nó còn nhóm của jiru đã chuồn được trước khi bị quân lính phát hiện họ sau đó không biết cách để qua được hàng bảo vệ đông đúc này. Vì lần trước Erin đến cũng là nhờ dịch vụ ship đến tận nơi, đúng lúc này thì ông tiến sĩ đã tự chạy ra tìm Sarah. Ông ta để ý thấy ai nấy đều đi theo nên đã mở cửa để đưa Sarah đi vào và những ngu ocean lại cũng nhanh chóng chạy vào trước khi cổng dịch chuyển đóng. Về đến phòng nghiên cứu, tiến sĩ liên tục khen ngợi con gái mình. Nhưng chẳng ai tin người như ông lại có con gái như Sarah. Nhưng ông tiến sĩ cho hay rằng Sarah chính là con rối ma thuật do ổng nhận lệnh từ Nam Buko mà tạo ra. Balu đã để ý lâu nay về việc Sarah gần như chẳng ăn gì, cứ nghĩ là bớt được miệng ăn nhưng ai rè là do không phải con người. Sở dĩ giờ Sarah mới nói là do từ đầu trả ai hỏi đến. Jiril hỏi mục đích Nam Buko tạo ra Sarah. Ông tiến sĩ cũng nói luôn là Nam Buko cũng đã có mặt ở vụ phong ấn Tà Long 10 năm trước và sống sót nhờ bảo bối làm từ máu của Tà Long. Thứ đó đã giúp hắn thoát được khỏi lửa diệt hồn. Và rồi từ thứ đó, Nam Buko đã yêu cầu ông tiến sĩ tạo ra cho hắn chiến binh có thể chiến đấu được ở môi trường có hủy hồn lửa nhưng ông ta lại làm khác đi và tạo ra sara vì ông ưa cái đẹp và lòng tốt nam buko đã không thích một món vũ khí biết cười nên đã yêu cầu bỏ sara đi nhưng ông ta đời nào nỡ bỏ đi kiệt tác của bản thân thế là ông đã vừa tiêu hủy sara nhưng lại âm thầm cứu cô và để cô đi lung tung và bắt gặp hizo ông tiến sĩ nghe jiru nói thì mới biết lý do sara phải ở bên hizo do máu rồng với tim rồng mà lại không ở với nhau mới lạ nhưng giờ ông lo cho sara và muốn cô hãy mặc kệ hizo mà chạy đi sống một cuộc sống thật tốt ở một nơi mà nam buko không thể tìm ra vì có thể Nam Buko sẽ dùng Sara để cộng hưởng với Hizo nhằm tăng tỷ lệ triệu hồi được tà long. Nhưng Sara lại lo cho Hizo và tiến sĩ thì lại muốn xóa ký ức của cô về Hizo nên cô đã không theo ý ông ta mà chạy đi tìm Hizo. Ông ta sợ Sara lại làm dại nên nhờ Jiryu chăm sóc dùng con gái, Palu và Tommy từ chối vì ông ta quá ích kỷ. Nhưng Jiryu đằng nào cũng phải nhận vì gánh gần như cả phim rồi chẳng lẽ giờ lại không gánh nốt. Ông muốn đi cứu Hizo nên sẽ tiện thể cứu cả Sara luôn. Sara sau đó đã dẫn cả hội đi tìm Hizo, lén lút vượt qua được nhiều lính canh trong lâu đài thì sau cùng họ cũng đến được nơi có một viên đá ma thuật khổng lồ và tại đây họ cũng tìm được hizo nhưng đang bị nam buko và sari đe dọa làm con tin nam buko yêu cầu sara bước qua đây nhưng cô đòi hắn thả hizo hắn đếch chịu vì cần cả hai và bên hắn mới là bên có quyền ra điều kiện nên sara đành phải đi theo để bảo toàn mạng cho hizo sari sau đó đã đánh gục hizo và rồi dịch chuyển cả ba người đến nơi triệu hồi năm xưa còn cô ta ở lai giữ chân nhóm jiru Nam Buko và Hizo bị đưa đến điểm triệu hồi và quân đội Ba Phe cũng đã có mặt ở đây, vào đúng thời khắc nhật thực và huyết nguyệt diễn ra một lúc. Nam Buko biết đây chính là giờ vàng để triệu gọi Tà Long tái xuất. Sari giờ mới nói ra mục đích thật của Nam Buko là dùng toàn bộ ma lực còn lại ở lâu đầu này để dung hợp toàn bộ lính của ba nước với Tà Long lại, với nhau nhằm tạo ra con quái khỏe hơn. Ai nấy biết một khi kế hoạch của hắn thành công thì thảm họa sẽ xảy ra với cả đại lục. Sari sau đó đã đóng quả cầu bao quanh dinh thự lại để đưa ma lực để chỗ triệu hồi. Nhưng thế cũng là tự vả vào, vào mặt mình và nhốt hết toàn bộ mọi người trong lâu đài lại và không thể thoát ra. Nhưng cô ta nghĩ Nam Buko sẽ không để mình chết. Thế nhưng Nam Buko hiện lên và thông báo đứa nào còn ở trong dinh thự thì chuẩn bị hóa thành ma lực và truyền đến nơi triệu hồi cho hắn. Đúng vậy, hắn đang hy sinh toàn bộ thuộc hạ của mình. Kể cả Sari, cô ta đã gào thét khi nhận ra sự thật này. Sari vẫn nghĩ là sẽ dùng ma lực để chạy được nhưng éo. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ông tiến sĩ đi ra và cho biết ma thuật bên trong đã bị phong ấn nên chả thể dùng được nhưng ông tiến sĩ đã ở chỗ triệu hồi kia sẵn rồi còn đây chỉ là dối ông tiến sĩ lúc này muốn dừng ma pháp lại để cứu sarah nên uy hiếp nam buko là sẽ dừng pháp trận lại nhưng hắn cũng chả cần ông ta nữa nên một chiêu làm hỏng bộ đồ dưỡng khí của ông nam buko bắt đầu yêu cầu sarah tiến đến và hắn sẽ đánh thức thứ ở bên trong cô hắn có thể điều khiển sarah vì bên trong cô có cài sẵn lệnh là không được chống lại lệnh của hắn thương gia tính trước sau này là chuyện hiển nhiên hắn đã khiến sarah biến thành một cỗ máy chiến đấu và ra lệnh sarah phải đánh hizo để ép cậu gọi con rồng đến đây Hizo nói cậu không muốn đánh với Sara, nói là không muốn chứ thực ra là không thể. Hizo bị Sara đấm cho không trượt phát lào, còn bên trong lâu đài. Balu thấy Sari quả là tội nghiệp vì bị bỏ rơi nhưng cô ta không cần thương hại, họ cần nghĩ cách đục một lỗ trên quả cầu để thoát ra. Balu đột nhiên nhớ ra và gọi dịch vụ ra nhưng dịch vụ không thể ship họ ra ngoài được. Thế là Palu nghĩ ra cách là hỏi xem có dụng cụ nào đục được tường quả cầu hay không, có thì có nhưng giá cả khá là chát. Balu đã dốc sạch túi để trả và Tommy cũng giúp sức chút ít nhưng vẫn chưa đủ nên Erin lấy ra mớ đá ma thuật có giá trị. Jiryu đã giao kèo với Sari là ra ngoài thì cô ta phải đưa họ đến chỗ tiến hành nghi lễ triệu hồi. Cô ta đồng ý miễn là để Nam Buko cho cô ta xử là được. Dịch vụ ở ngoài lúc này đã lấy ra một khẩu pháo khổng lồ và bắn một lỗ xuyên tường để giúp ma lực có thể thoát ra và giúp Sari có thể dùng được phép dịch chuyển. Quay lại với Hizo, cậu bắt đầu xuất hiện móng với dấu ấn trên tay và rồi dần dần cũng bị dạng rồng chiếm lĩnh hoàn toàn. Nam Buko tin là nếu cậu hoàn toàn hóa rồng thì Tà Long cũng sẽ hoàn thiện và được triệu hồi mạnh mẽ hơn. Đúng lúc này thì hội Jiryu đến và thấy hai đứa đang sống mái với nhau. Hizo đã lao lên và phóng thẳng đến chỗ Sara thì bị cô xiên cho một nhát. Jiryu đã tức tốc chạy lên thế nhưng Sari như một con nghiện vẫn chọn ngu ngốc theo nam Buko và quay ra cắn lén Jiryu. Mặc dù ở dạng rồng nhưng Hizo vẫn éo thể nào đánh trúng được Sara. Đúng là phế thì có được búp lên thì vẫn cứ phế. Nam Buko ở ngoài thì hà hê khi thấy hai người được định mệnh gắn kết lại quay ra sâu xé và cướp lấy mạng sống của nhau. Sara sau đó đã tóm được tay của Hizo và treo cậu lên để đập qua đập lại còn Jiryu thì vẫn chẳng thể nào đến giúp được vì đang bị Sari giữ chân. Sara thì đã tiến đến để dứt điểm Hizo, nhưng khi những lưỡi dao sắp chạm đến Hizo thì Tà Long đã chui lên để bảo vệ quả tim di động của mình. Tôi thấy sàm cái là Tà Long thì xuất hiện rồi mà ba nước kia lại chả thấy mặt đâu. Nam Buko đã đợi thời khắc này suốt 10 năm, hắn lúc này đi đến chỗ cái máy và khởi động nó. Mấy cột chui lên từ quanh khu vực triệu hồi và chiếu vào Tà Long. Thế nhưng hắn đã đổi ý và muốn Tà Long hợp thể với hắn, áp lực quá lớn đã đẩy mọi thứ xung quanh ra xa. Sau đó thì chỉ còn mỗi Nam Buco trong lớp giáp rồng, hắn thấy thích thú vì bản thân đã có được quyền năng và sức mạnh của thực thể mạnh nhất lục địa. Hắn sau đó đã tóm lấy Hizo rồi kéo cậu lên để đấm liên tục vào mồm cậu. Cậu bị đánh cho bất tỉnh và trong cơn phê, cậu không phải chàng tỷ phú mà cậu gặp lại cha mẹ. Cha mẹ dặn con rằng con trai à, con còn chuyện phải làm đấy. Thế là cậu đập vỡ cái thứ đang móc lấy tay cậu và nhảy xuống đối đầu với Nam Buco. Hizo đã phần nào điều khiển được dạng này nhưng trình thì vẫn vậy, chẳng khá hơn là bao khi ăn một đấm của Nam Buco và đo sàn. Erin bắt ông tiến sĩ khai ra cách dừng chuyện này lại thì ông cũng chỉ cách và cần ba người làm cùng lúc. Họ sẽ phải cùng lúc dừng ba điểm tập hợp ma lực và tháo cục bảo vật phong ấn ra. Sarah đã tỉnh lại thì thấy thanh kiếm của Hizo và định sẽ làm gì đó. Ông tiến sĩ lúc này sợ không kịp vì Nam Buko sắp ném hủy hồn lửa. Nhưng may là ông tiến sĩ đã kịp và đảo ngược lại nguồn ma lực và cùng Tommy và Erin phá vỡ ba điểm tập kết ma lực. Họ thành công lấy lại được viên đá phong ấn, thế nhưng mà đã muộn rồi. Nam Buko vẫn còn ở dạng kết hợp tà long và điều khiển được hủy hồn lửa ngọn lửa bùng lên và thiêu dụi mọi thứ xung quanh. Thế nhưng Sara đã dùng toàn bộ sức mạnh và cứu được mọi người. Nam Buko thấy vậy thì lao đến xử luôn Sara vì để cô sống đến giờ này là một sai lầm. Hizo bị mất luôn cờ rút nên chẳng suy nghĩ gì nữa mà sách kiếm lên chém đứt tay Nam Buko khiến hắn bị sốc. Cậu sau đó đâm thẳng thanh kiếm vào tim Nam Buko và hắn không biết bằng cách nào mà cậu lại đả thương được bản thân. Cậu chỉ nói bản thân là một kiếm sĩ và cuối cùng cũng chứng tỏ được tác dụng của bản thân. Có điều con boss này chết quá lãng xẹt và nhảm. Nhưng Nam Buko chết thì tài long lại được tách ra. Hy định dùng cách cuối là đâm vào tim tà long trong người cậu để đồng quy vô tận với con rồng. Nhưng dường như cậu nhận ra điều gì đó trong lời của thầy theo nên lấy bảo vật phong ấn từ chỗ Tommy. Từ bảo vật thì cậu dùng không kiếm và rút ra được một thanh kiếm thật sự từ trong đó. Cậu lao lên đâm vào dấu ấn trên người tà long và lấy được tim bản thân ra. Jiru nói cậu mau hoán lại nhưng Hizo lại đem tim mình đi hiến cho Sara và giúp cô sống lại. Còn cơ thể tà long thì bay màu và, ủa chỉ có vậy thôi hả? Thế tim tà long vẫn còn đây mà chứ đã đi đâu mất đâu, lãng xẹt vậy ba người kia chạy đến giành lấy bảo vật nhưng nói rơi cái bẹt và vỡ luôn jiru cho rằng khi đánh bại được tà long thì bổn phận nó cũng hết rồi còn hizo làm được điều vừa rồi cũng là do cậu có ma lực to lớn mà cậu không thể khai phá ra sarah lúc này đã tỉnh dậy thì hỏi về ông tiến sĩ nhưng ông ta do bảo vệ sarah mà ra đi mất rồi cô giờ đây có cảm xúc nên cũng biết khóc thương còn binh lính ba nước thì rút quân hết vì erin đã thông báo với họ là nam buko đã cố tình kích động chiến tranh và khiến họ rút lui vì chẳng ai muốn chiến tranh xảy ra cả nhưng Jiryu lo ngại về việc vua của ba nước có thể sẽ nổ chiến tranh vào một thời điểm không sớm thì muộn. Vừa xong thì dịch vụ cũng tìm đến đòi nợ vì thấy Ai Nấy vẫn còn sống lành lặn. Sari lúc này đã tìm được lối đi mới, lối đi với những binh lính từng theo theo cô và họ vẫn sẽ tiếp tục theo cô từ nay về sau. Mọi thứ đã yên bình trở lại, Ai Nấy đã làm một cái mộ cho Tiến sĩ. Còn Palu vẫn thấy cấn cấn về việc tim của Tà Long vẫn còn trong người Hizo thì sao nó có thể chết được? Quả đúng là như vậy. Nên giờ họ sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu, Hizo giờ tặng lại cái huy hiệu kia cho Tommy và Tommy cũng muốn trở về nhà vì lo cho lũ bạn, nhưng muốn về cũng phải có tiền, và Palu thì đã cháy túi nên muốn cả đám đi diệt quái kiếm tiền. Jiru hỏi thử Hizo muốn làm gì. Hizo vẫn trung thành với ước muốn làm kiếm sĩ dù Tommy nói cậu làm đạo sĩ vẫn hơn và bộ phim cũng kết thúc tại đây.